Bán điện thoại gập Galaxy Fold Theo kế hoạch, 26 trên 4 sẽ là ngày mở bán mẫu điện thoại đặc biệt của Samsung Thế nhưng, kể từ khi hoán mở bán máy đến nay Một ngày phát hành mới vẫn chưa được nhà sản xuất Hàn Quốc ấn định Theo Sam Mobile, Samsung vừa gửi một email đến các khách hàng của mình Những người đã đăng ký trước để đặt mua Galaxy Fold Nội dung thư mời cho thấy Samsung không thể chắc chắn được về thời điểm mở bán máy Do đó, họ sẽ tiến hành hoàn trả tiền đặt mua máy cho các khách hàng Chia sẻ về điều này Samsung cho rằng quyết định trên nhằm đảm bảo rằng Galaxy Fold sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu khắt khe mà người sử dụng mong đợi. Trước đó, những chiếc Galaxy Fold của Samsung phải nhận rất nhiều cáo buộc về tình trạng dễ bị hỏng, vỡ màn hình chỉ sau một hoặc hai ngày sử dụng. Đây là phản hồi của nhiều hãng tin lớn, những đơn vị được Samsung gửi máy để trải nghiệm và đánh giá chất lượng Galaxy Fold. Đáng chú ý khi một vài chuyên gia trong số này gặp phải tình trạng màn hình điện thoại dường như bị ngắt kết nối và bật hoặc tắt vĩnh viễn, một số trường hợp bị lỗi bản lề với một điểm bị phình ra khiến màn hình có chút biến dạng. Theo Samsung, những người đã đặt trước máy sẽ luôn được đưa vào danh sách ưu tiên một khi thiết bị được xuất xưởng. Trong trường hợp đổi ý, người dùng có thể hủy đơn hàng của mình trên website của Samsung bất cứ lúc nào. Trong trường hợp khách hàng không có động thái gì và Samsung không thể giao Galaxy Fold trước ngày 31 tháng 5, họ sẽ tự động hủy đơn đặt hàng trước và hoàn trả lại số tiền mua máy. Những người muốn giữ đơn của mình ngay cả khi sau ngày 31 tháng 5 cũng sẽ được Samsung hỗ trợ